Mẹ cầm hồi xưa là tuổi thơ của em đó, là lúc đó mình bất hạnh hay sao ba mẹ mình đâu hết rồi? Ba mẹ mất rồi, đến em còn tháng ba mẹ, ba em còn sống với em. Là tới hai mấy tuổi là cha mới mất. Là cha em có vợ khác, mẹ em bỏ em khoảng tháng rồi. Vậy hả? Ổng nuôi vịt đẻ thì sao chạy động sao đó. Rồi đi giữ vịt, bà này giữ vịt mình ruộng mình lên đó. Rồi sao nữa? Rồi sao ruộng ra được bà này gì đó về ở hai vợ chồng rồi sao lớn quá anh bệnh sao mà sáng. Quyết vậy quyết nhà quyết bọng gì đó rồi xỉu ngã rồi chết. Mất nữa hả? Mất, ổng mất. Rồi nghe chứ như đập quỷ hay sao té ra ọc ra máu nghe cái mà té ra mà máu chào chào chào. Em đang làm cho Bình Dương á. Hồi đó làm gì Bình Dương làm gì cả? Làm công ty với thằng em mới làm chừng có 10 ngày à. Nhưng mà hồi lúc đó em có nói với anh là em làm công ty là không nổi em bệnh gì á. Thì bệnh viêm son á, máy lạnh đó em nghỉ. Viêm son á là mình phải ăn uống là mình không có ăn mắm nè, không ăn mắm, không uống nước đá nè. Mà công ty máy lạnh phải không? Công ty máy lạnh. Bây giờ còn viêm son không? Em còn viêm son á. Giờ nhức cái đầu á, nói chung thức đêm rồi thức không nổi, gán cài. Mà em trẻ mà sao bệnh viêm son ta? Bị viêm son lâm sàng luôn. Lâm sàng. Anh thấy nó nhức, nó nghẹt mũi là lạnh cái là nó nhức cái đầu, sổ mũi, nó chảy nước mũi. Chị không nổi. Vậy là cái công việc của em bây giờ em chỉ là làm cái công việc giống như mình buôn bán ngoài rồi thì được phải buôn không? Buôn bán ngoài được chứ vô máy lạnh vô không được. Rồi vậy thì lúc mình làm rồi từ đó tới giờ là mình không có dư là do mình nuôi con lúc chồng trước em ở chung được bao lâu cầm? Em ở được mấy năm. Mấy năm rồi chồng trước không thương em hay sao? Nói chung là cũng nó thương mà cũng có bà chồng này nọ rồi em không sắp nổi nó đâu. Nói chung thằng kia cũng đâu có ăn nhậu như thằng này đâu. Nó lo làm lắm, nói chung là có bả. Anh kia là ít ăn nhậu hả? Ít ăn nhậu, nói chung là lâu lâu đúng chàm, lâu lâu từng hai tuần nữa mới nhậu xã giao. Hùng tiền là xã giao lại thôi chứ không phải là nhậu hoài. Nhậu nói chung nhậu về nó cũng lo làm chứ, mấy sáng mở mắt ra ta nhậu. 12 giờ là đêm đi đúng chàm rồi về nó mới nói chung là nhậu này. Rồi bả này nọ rồi mất công nữa, như bên mẹ, bên thì mẹ, bên thì vợ khó lòng. Nói chung là em với bả cũng cự lộn hoài, em chán rồi mới đi thôi. Chứ em không có đi nữa. Mà lúc đó em có hai đứa con rồi, lúc đó em có bầu rồi, mà em có bầu ổng hay không? Không có bầu không hay. Không hay á, cuối cùng mới gặp anh An sao? Gặp ông Sang sao để em đi làm mới hay đó. Có hay, hay là em đâu có đi bỏ đâu. Nhưng mà đúng bầu của anh kia không? Đúng. Anh kia tên gì, tên Vũ hả? Anh kia tên gì, tên Vũ phải không? Vũ. Vừa vụ 11 anh Vũ anh suy nghĩ lại anh về anh rước con rồi sao? Anh kêu em lấy con về ở với anh. Không, em với nó không về đâu. Rồi vậy thì anh Vũ đó là lúc đó là ở với em là em vậy là em cũng từng đi lao động tay chân cũng giỏi chứ. Đi làm chàm làm gì mà. Em đi đúng chàm nữa. Mạnh dữ hả? Giác nổi đúng, không? Giác nổi, người ta giác rồi em giác nổi, người ta hai cây em cũng cây chứ. Dữ dàng ha. Cây bự thì cây nhỏ thì hai cây. Chàm là người ta lấy đi cái người ta lấy đi giọng cừ. Giọng cừ rồi đó, chở dục lên xe tải rồi đó. Tính ra em mạnh chứ, mạnh hơn anh Xanh nữa. Vậy là lúc đó mình cũng cực khen rồi, giờ mình cũng làm riết rồi mình mệt á. Mệt làm riết cái đêm cái hôm mà anh thấy gớm mà vừa dắt vừa đĩa thấy gớm lắm. Nó đu lên tới lũ tai luôn á. Đĩa hả? Ủa, đĩa dắt á. Bây giờ còn đĩa dắt nữa hả? Anh lỗi nước thôi biết. Tại vì vậy là vô mấy cái về đường chạm. Về tới nhà mà máu mẹ cắn lên tới gớm nồi thấy mới nhiễu xuống. Vậy luôn á. Hả? Anh nghĩ hồi xưa có trâu thì có đĩa chứ giờ hết trâu rồi có sao còn đĩa ta? Có dắt luôn á. Vậy hả? Không dùng dài dài nè, mấy đây anh lội thử rồi đó thì biết. Tính ra trước khi em làm công việc em buôn bán cà phê này, tính ra em cũng từng cực khổ chứ bọn. Trời ơi, vậy là từng đi làm công nhân nữa. Em làm công nhân, em làm đúng chàm, lội bắt ốc, lội bắt cua, từ đủ thứ cho em thấy em làm đâu. Nhưng mà em chịu khó vậy rồi, tướng em thì cũng đẹp gái vậy mà sao gây lộn vậy, là ảnh không thương em hay là sao? Nói chung là nó thương em mà có mẹ nó không thương thôi. Mẹ chồng sao, mẹ chồng đối xử mình sao? Đối xử nói chung là đi đốn chàm thức đêm nó không cực. Rồi đám dỗ với gia đình em á, cũng như về xong rồi mẹ trong vậy chứ không, nhà cơm nước không lo làm mà đi ra mỗi cái mỗi đi, đám cái mỗi cái mỗi đi. Nói là cái gia đình em nói sống được được thôi mà sao mày. Nó như không thấy hai cái bầu em đâu có đi đâu, phá không nói nó là em phá bỏ rồi. Thôi sao phá vậy? Có bầu thì để luôn chứ phá làm chi? Cũng như là còn nhỏ thì em phá được, này rồi 3-4 tháng, 4-5 tháng sao phá? Biết rồi nhưng mà đừng, không nổi nhưng mà anh Xanh dặn nè, mới mốt mình kỹ lưỡng xíu đừng có để mang bầu phá tội nghiệp đó em. Mới sao phá thai rồi cũng là một cái sinh mạng á, đừng có phá thai nữa. Rồi nó nghe nè, rồi cuối cùng là em không hay rồi em đi luôn cái xong em lúc em có bầu em có điện cho ảnh không? Nó là em có bầu anh ơi điện không? Rồi nói có bầu thì bắt về nuôi, bả nói cái bả đó nói
Nó quay lại mới nói chị dâu điện cho em, nói đi lừa đi luôn đi đừng về. Mẹ chồng á hả? Ừ. Nhưng mà em giỏi gì sao mẹ chồng khó ta, mẹ chồng sống theo hồi xưa thôi ta. Nó nói chung là nó thằng này nó thương em, nó thẳng nó thương. Chị thương nhau thì đụng vô đi Bình Dương là sao vậy? Cái thằng đứa con trước phải không? Rồi. Là có bầu là em nói ừ đi siêu âm là đi siêu âm, đi mua thôi, đi đâu là đi đó nha. Rồi. Nhưng mà thương nhau lúc đó xong rủ nhau đi Bình Dương là xong rồi chứ vậy mẹ chồng mà bỏ nhau không chị? Nó không chịu đi. Nhưng mà ở chung với mẹ chồng hả? Ở gì? Úc, trai Úc nó không đi. Trai Úc luôn hả? Nó đi sợ giành đất giành đai ăn. Ồ sợ anh em giành ha. Tính ra em cũng từng lao động chứ đâu phải là nhỏ lớn rồi không làm gì đâu. Lao động thì nó làm công ty gì trên Bình Dương? Không làm công ty các chỉ bao tay á. Ồ. Tay xuất khẩu không? Bao tay xuất khẩu rồi nó may xong nó dệt ra xong nó rồi dư chỉ mình ngồi mình cắt. Đúng rồi, anh biết rồi, cái đó thì đó bắt đầu anh... cái mình bấm lựa cặp nào cặp đó mình bấm lấy cái đầu bấm bấm vô. Ừ, bấm vô kết hợp nữa. Vậy hợp là giống như VC vậy. Ừ. KCS đó vậy. Ừ. Ừ. Tính ra là bấm cặp cặp rồi cái đầu khâu thì đâu đóng vô thùng. Chắc trăm cái vậy đầy thùng rồi mới dán băng keo lại. Ừ. Tính ra rồi vậy là lúc đó là hồi nhỏ là lấy chồng mới lên Bình Dương. Thôi chồng mới lên. Em đi làm Bình rồi, trước, em đi làm Bình Dương trước. Nhưng mà cái em đi lên làm chợ đầu mối trước xong mới quay về làm Bình Dương. Ồ. Chợ đầu mối cắt chặt bắp cải á. Là thức đêm đúng không? Chợ đầu mối Thủ Đức đúng không? Thủ Đức á. Thấy đi chợ đầu mối đa số nó đi làm đêm nhiều á. Em tướng em mạnh chứ bộ. Mà sao hồi nói đó chung tướng làm gì cũng nổi chứ nha. Xương em to phải không? Xương em to gì cũng làm cũng nổi chứ. Ừ. Mạnh. Ao gạo 25 30 kg giác bình thường cài cài. Bây giờ còn giác nổi không? Còn nổi hả? Mạnh dữ vậy. Đây coi cái tay coi. Cái tay này cái tay lao động nè. Nè, tay này tay lao động chắc luôn nè. Trời ơi, tay mạnh dạng chứ phải tay tiểu thư đâu. Giỏi, nói chung là làm ăn giỏi thì sau này buôn bán tập quá đi, có một cái mình sống, mình khỏe. Mà em còn trẻ gì, anh chắc chắn là thiếu gì người ta lấy làm vợ. Em gái quá trời luôn mà. Rồi quen bạn bè đi chơi dây lát ăn uống rồi xong về chứ đừng có chồng con mệt mỏi. Rồi anh Hoàng Xanh xin hỏi xíu này, giống như là mình đi làm cái nghề bây giờ mình bán cà phê là mình làm vậy đuối không gặp đuối hơn cái công việc khác không? Đuối. Đuối hả? Hết sức hả? Hết sức. Ừ, đuối luôn ha. Rồi nhiều khi khách đâu phải ai cũng vui vẻ đâu hả? Ừ. Làm cái đó stress không? Bực bội không? Bực bội, trời bức cái con gặp người. Gặp người này người kia hả? Bực bội chứ đừng nói hỏi người nào mà em làm đâu. Ừ. Em vô cũng lựa người lắm. Ừ. Đúng rồi, không đúng người mình không tiếp hả? Không. Ừ. Cái nhậu bê tha nó không tiếp. Ừ. Nói ngày này cầm có khi ví dụ như em vô cái môi trường giống như người ta uống cà phê rồi người ta nhậu xỉn vô người ta nói này nói kia rồi em bực bội á rồi em ra ngoài em gặp mấy cái người nói chuyện như anh em thấy khác liền phải không? Khác liền. Thấy nhẹ nhàng hơn phải không? Nhẹ. Nhưng mà lúc em chưa gặp anh Xanh em cảm nhận anh Xanh sao? Em có nghĩ là anh là cái người không đâu ra đó không hay là nói chuyện đàng hoàng nói em? Nói chuyện đàng hoàng à. Bởi vì hồi sáng á lúc mà anh nói mộng cầm không tới nó chạy mộng cầm làm cái này là anh hơi thất vọng á nha, anh gán giúp mộng cầm hết sức luôn rồi đó. Mà cuối cùng em tới đây nói chung là cũng cảm ơn em cũng có tình có nghĩa. Mới mốt mà có qua thăm cà rốt á, nếu có khó khăn gì á thì cứ tới Cù Lao Dung đi rồi anh tới đó rồi anh dẫn vô thăm cà rốt. Ừ. Cái gì cái thật sự là anh tâm sự với Mộng Cầm nè, cuộc sống này không phải riêng mình em gặp cái hoàn cảnh gì đâu, còn nhiều người mẹ người ta cũng nằm trong hoàn cảnh em á, nhưng mà có những người á người ta ôm ấp con được người ta ôm ấp, còn ôm em ôm ấp không được á thì cho người ta nuôi thiệt chứ mà cũng gán đi thăm đi em. Tội nghiệp đó, để lớn lên em thấy có nhiều người họ nổi tiếng mà họ thất lạc mẹ, họ không tìm thấy mẹ nữa. Đó là Hoàng Xanh thấy vậy đó, anh Hoàng Xanh muốn giúp hết mình à. Mà cái động lực nào mà để cho em tới đây mà gặp anh An là do anh Xanh kết nối? Nói chung là anh này nọ em mới xuống chứ ngày đi ơn em không đi đâu. Dạ, nếu mà anh An nói chuyện em xuống đúng không? Anh nói thì nói chung là có anh này em mới đi chứ có nó đi em không đi rồi. Nó biết nói, là... nó nói gì chứ, nó trời ơi công an đây ngừa ngừa nó còn quánh này đừng nói ai. Phải lên cộng đồng mạng nào nó nói vậy đâu. Hỏi mặt đó em biết mà. Mà nghe nói ít nhậu nghe. Có mặt khác liền không? Nó khác liền. Cái mặt đó làm gì ngang qua không có nhậu, nhìn mặt đó làm gì ngang qua không có nhậu nữa. Trời ơi, làm gì không có nhậu. Thì là em nói nhậu rồi nó mới ngủ được chứ làm gì không nhậu. Vậy à. Hồi đó, hồi đó hay ngủ chung rồi, thôi cái mùi rượu khó chịu không? Hay là em chán mùi rượu sao? Khó chịu lắm, nói chung là lúc đầu có nói anh ăn nhậu bê tha vậy em đâu về đâu. Vậy chi về cho khổ. Nói chung gia đình em vợ nhưng mà chỉ là lúc đó tính ra anh nó bởi vì anh tâm sự với em á để cho em nghe coi như là mình cũng có nỗi khổ hồi đó, nhưng mình qua ở chung là do là ảnh nhậu quá mình ở không được hay sao? Nói
chung là nhậu mới. Hay là do em chê ảnh bán bắp nghèo anh đem đi? Không phải là ảnh bắp nghèo. Sao? Nhậu quá em chịu không nổi. Nhậu chịu không nổi à? Bây giờ mở mắt kìa là nhậu, sáng mở mắt kìa là nhậu. Dạ. Nhưng mà hồi đó mình đâu có tìm hiểu đâu, có chỗ đẻ là mừng rồi. Rồi có, em nói chung là có chỗ đẻ là mừng rồi. Đâu tìm hiểu đâu. Anh biết anh nói anh nghèo khổ, anh ăn nhậu bê tha ngày, anh ngủ ghiền đi, thằng nói vậy đem đâu về đâu. Về sẽ qua bữa sau có nhậu, ngày nào cũng nhậu, sáng nhậu, sáng nhậu chiều, nhậu chiều nhậu tối. Mà em thấy từ khi anh em gặp anh thấy tỉnh hơn đúng không? Ừ. Rồi á, anh để lát anh về anh nói với anh á, nuôi con người ta rồi nhận con người ta nuôi đàng hoàng chứ đừng sáng sinh gì sai. Anh đi chung xe không? Không, anh đi xe riêng. Anh đi xe riêng, xe anh xe đỏ nè. Xe anh đậu đâu á. Cái anh nói là em á, thì anh nói lúc đó anh suy nghĩ là sao mà bỏ con vậy. Bây giờ nghe em tâm sự, tất nhiên phụ nữ ai cũng có nỗi khổ em. Anh không có bên em nhưng mà anh nói để cho em. Em nói là ông mà không làm đàn bà sao đàn bà bỏ, em nói thẳng. Vậy hả? Ủa, em ta muốn là vợ chồng hạnh phúc mà không muốn. Nhưng mà nói nghe nè, anh nói cái này em nói thật đi anh đi. Mình lớn hết trơn rồi. Có khi nào em chê ổng yếu sinh lý không? Không. Có không? Em không có chê. Có chê không? Em không có chê vụ đó rồi, có ổng á. Tại ổng nói em đòi hỏi quá. Lâu lâu. Không có phải không? Em nghe ổng đăng lên mà. Chứ không phải nghe đâu, lướt lên tới cái YouTube coi gọi chơi chứ không coi sao trời. Nhưng mà ổng có yếu không cầm? Hỏi thiệt á. Ôi trời. Có yếu không? Vì có môn mà nói người ta, nói mình mà nói người ta. Vậy là nghe mạnh như súng vậy đó. Ôi trời, nhìn mặt ra chê kìa. Chê. Trời ơi, mã cực chê. Không biết ai chê ai. Không biết ai chê ai. 49 trên 50. Ta không cho cái bà đậu đậu mẹ quậy. Vậy luôn hả? Ừ, nói gì với người ta. Ham hố không? Hết sức. Hết sức. Nói nghe nè, rồi lúc đó mình qua ở gì đó, rồi mình ở được bao lâu lúc đó kể cho anh nghe. Em ở lúc đó là có bầu là 6-7 tháng rồi. Đi sanh xong rồi nó quấn. Có bầu 6-7 tháng đẻ có khoảng tính là 3 tháng đi. 3 hằng này đâu. Em đi mấy tháng ta? Em đi mấy tháng? 2-3 tháng. 2 tháng phải không? Nhưng mà cái lúc em đẻ, em đẻ tới giờ em đi nó được 1 tháng em đi phải không? Không có đâu. Bao lâu em đi? Ủa nó lớn nó lớn rồi. 3 tháng gì à? Vậy là một cặp. Vậy là em ở với anh em bao lâu? Năm không? Gần năm chứ chưa được năm. Tính gần. Mộng cầm mới đi 3 tháng thôi. Nhưng mà vậy là mộng cầm ở với anh cũng lâu á. Năm mấy? Bởi vì tình nghĩa quý nhau. Bây giờ anh thấy em gạch bà con trong xóm mới nhiều em. Nhưng mà nói nghe nè, nói chung ai cũng thương em. Ai cũng thương em. Nói em đẹp nữa đó. Em đẹp. Người ta nói khen em đẹp quá trời á. Nói chung ai cũng nói bà lụa khó. Chứ không phải là cái gì. Vậy hả? Ủa hổng em có gửi hình cho anh coi có không ta? Hình gì? Cái hình nó qua đeo vàng á, anh có gửi cho anh chưa? Có coi rồi. Coi rồi chưa? Anh thấy rồi, anh thấy trên TikTok. Ghê chứ. Thấy rồi, thấy đeo, thấy cô đeo 2-3 cộng. Thì nói chung là bây giờ thì ai cũng biết là cô vậy rồi. Nhưng mà bây giờ cô nuôi con em là mừng rồi ha. Kệ đi. Rồi giờ đợi giờ cộng mới giờ sống nay chết mai, là mình sống mình sao cho khoai khỏa, mình hỷ xả cho nhau đi. Rồi bây giờ đi làm vậy á, mỗi ngày vậy rồi cơm nước thì sao, hay là bà chủ em nấu cho em ăn? Bà chủ bao ăn. Đồ ăn. Nấu cơm buổi sáng vậy đó, rồi đứa nào ăn thì ăn, không ăn ra ngoài ăn vậy đó. Làm. Mà thấy em tướng lúc đó em mập không hay là mới mập giờ thôi? Em mập á, lúc đó 7 mấy ký rồi, sữa ốm rồi đó. Rồi mấy tháng này ốm lúc đó 80 ký. Lúc đó hồi có lấy nhà anh ăn là 80 ký. 80 ký á. Nhưng mà lúc mà lúc mới về mà sao em 80 ký, mà sao con anh ăn quyền nó nói em chị cô cầm đẹp. Cô cầm đẹp, nghĩ sao đẹp, rất là mập mà đẹp. Nhưng mà khen đẹp, chắc là khuôn mặt em đẹp á. Quá trời đẹp gái nè. Thấy em sửa soạn quá trời luôn nè. Nói chứ mai mốt em về em bán tập quá đàng hoàng, sau này anh nghĩ em có gia đình á, thấy còn trẻ mà. Rồi em nói chung là em bán giờ cũng mới vốn, em về đó bán tập quá, nghĩ là này bán làm này ghét tổn. Sao vậy? Tổn sao nó? Đi em thức hôm. Đi em thức hôm đó, rồi thức gặp khách nổi. Này khách kia stress hả? Ừ, gán như trở về công việc mình đi. Rồi bữa 6 bây giờ chung như mùng bán ở ngủ rồi, cái này thức tới 2-3 giờ sáng không? Ừ. Thức ghét hết nổi. Bởi vì công việc nhẹ nhàng bán cà phê thôi mà thấy tính ra là còn cực hơn công việc bình thường tay chân á. Cái giấc ngủ của em là giấc ngủ ngon luôn đó, mà giấc này cái giờ cài á. Sao bây giờ 7-8 giờ là chung vô bụng ngủ rồi. Sao bây giờ tối hả? Ừ. Nhưng mà so với nói nhỏ cho anh nghe coi, so với hồi đó em ở với mình ăn nhà nè, bây giờ bỏ qua cái lụa sao cái nhà nè, tới giờ em đi làm thấy cái nào sướng hơn? Giờ nói chung là em làm á thì vừa có tiền vừa có ấy, mà nghĩ nói chung là xa con ơi buồn lắm. Em buồn không? Mà vừa cho lo cho gia đình được, vừa trả nợ được.
ở với nó rồi không có tiền không có bạc luôn anh Xanh, nói thiệt. Bán, không cái này bán hết ngày nào là hết ngày nấy, bán hết ngày nào là hết ngày nấy, đâu có dư đâu. Nhậu à? Bởi vì bụng nó khúc sữa tả rồi tiền gái thì học. Nói chung là vợ chồng đa số không hạnh phúc là cũng một phần là tiền bạc mình nó làm gây áp lực á, đúng không? Gây áp lực anh chịu không nổi, nói chung vừa không tiền không bạc. Cũng một phần vậy ha. Bây giờ em thấy cuộc sống này cũng cần tiền đúng không? Lúc đó con gái đám tiệc rồi ông nội bà nội đem về đằng còn đưa tiền đưa bạc đi về thì cái đám giờ đám không dám muốn về về cái anh em á, anh rể chị dâu con mình không đây gì em muốn muốn gì. Nhiều khi mình không có tiền mình cũng ngại. Không ngại về rồi không đưa tiền đưa bạc còn thấy ngại. Nhiều khi người ta nói ồ nhỏ này đi làm lâu rồi mà không có một miếng vàng đeo, không có một đồng mà cắt bạc nào không, mình cũng ngại đúng không? Thôi giờ trời mình... trời này chứ em ham chiếc xe lâu rồi nó mới mua nổi, mua góp đang mua góp. Quý xanh đó. Mới nhiêu tiền? Góp mà chưa nhiêu có góp. Nhiêu tiền xe này ba mấy? 39 triệu. Chị hả? Mê quý xanh hả? Quý xanh mà. Quý xanh này xe bút chân vậy. Cuối cùng mua được rồi đó, giờ góp được mấy tháng rồi? Mới mua luôn đó, chưa có góp luôn đó. Mua hả? Vậy là lúc rồi nó nghe này cái quần áo em ở nhà anh em lấy hết chưa, để có cần anh em lấy cho không? Em đâu còn gì đâu mà lấy. Bữa đó đi gom hết hả? Mấy quần áo nó đâu có lấy làm gì em? Ý là anh hỏi nếu mà có lấy gì thì cái bữa làm giấy khai sinh đó, anh em gom qua cho. Em đâu lấy gì đâu. Lấy gì đâu. Nhưng mà hỏi thiệt nha Cầm, em có thấy anh An cô Lụa thương con em không? Biết là cô Lụa dữ đó nhưng mà nói chung là thương, nó thương thiệt mà, có cái ăn nhậu quá. Nhưng mà có thương con em thiệt không? Con gái của nó này nó còn quánh lên, nó xuống. Thế nhưng mà đi hỏi đi học trong trường học đó. Đi chơi đi hút thuốc đi chơi gì đó, nó quýnh. Mà lỡ cái cây đốt hút mà lỗi hút mà hút thơm thơm nó khói khói đó. Mà nó mua đặt trên mạng gì nó hút đó. Rồi về nó học bà nội này, bà nội nó với thằng nó quýnh. Nhưng mà cái đó quá chất hút vô bệnh thì sao? Hút vô bệnh? Thì la đúng rồi, đánh đúng rồi. Mà nói nghe nè, anh Xanh hỏi nè. Mà biết bao nhiêu, anh biết là nhiều người sinh lắm, nhiều người sinh con em lắm. Nhưng mà biết, em biết. Nhưng mà tại sao mà em lại quyết định cho anh em? Tại cũng như có nhà, có cửa rồi, cũng có tình mấy thương. Cậu rồi, tình thương rồi, mấy người kế bên rồi. Bà không dám quánh, bà không có làm gì đâu. Chứ lại bây giờ có anh Hoàng Xanh nữa nè. Giờ có anh nữa. Anh lo xuống thăm à? Anh lo xuống thăm, anh quay em biết mà em coi hết trơn á. Đúng rồi. Nói chung là em dạch vô coi hết trơn à. Phải rồi, em thật sự á, cô Lụa con nói cho cô luôn á. Cô nuôi cà rốt mà mấy bút con xuống thăm á cô. Mà con thấy cà rốt là bị đòn vậy là con biết hết trơn à. Nè, đây đó. Nè, đúng rồi anh em. Dễ gì có bị đòn nổi hả? Dễ gì anh em thương hơn gì nữa. Thấy chưa? Sợ thì nó bắt nuôi. Dễ gì mà coi thèm quá vậy. Không, Mộng Cầm khen, nãy giờ con chọc cô thôi. Mộng Cầm khen nói là cô rất là thương. Thấy bé sạch sẽ này ha. Người bóng lưỡng. Người bóng lưỡng. Không, mình nói với anh An, mình khen cho ổng. Khen cho ổng thương. Nói chung là một ngày là chồng thì cũng là tình nghĩa. Như là bây giờ mình coi như bạn. Đeo không? Nhớ không Cầm? Ổng nó hôn miếng đó đi. Nó khóc, nó có chịu em đâu. Vậy đó, hả? Em cao chắc 1m7 rồi Cầm à. Ủa, muốn theo mẹ nữa kìa. Em mở khẩu trang ra chút đi, cho nó nhớ mặt. Nhớ mẹ nè, nè. Quá trời đẹp gái rồi. Quá trời à. Cắn mẹ đây, cắn mẹ đây nè. Nè. Cho con ôm nó, ôm nó, ôm nó. Cho dập con cu coi, con cu sao rồi. Nóng rồi, cái dây quạo cái dây. Cái quạo nó đòi anh em đó ta. Anh em tranh thủ đi. Thôi khóc quá. Tranh thủ đi, khóc quá trời kìa. Chụp hình đi, chụp hình đi. Nó muốn theo luôn kìa. Nó đòi anh em á. Hết mẹ rồi. Bà nội đi. Bà nội thấy không? Sợ Mộng Cầm ta. Chắc lâu ngày đi làm mặt hả Cầm? Đi lâu ngày quá làm mặt á. Làm mặt. Nít nè. Nít nè. Nhưng mà cỡ 5-6 tuổi rồi, nó nói mẹ nó biết đó nha. Để bú nó kìa. Rồi bây giờ đi làm á là mình đi làm thường xuyên vậy đó, có ngày nghỉ không?
không có ngày nghỉ á, đừng khi nào bữa nào bệnh dữ lắm mới về nghỉ được. Ta không cho mình nghỉ hả? Không cho nghỉ thì bị đâu có tiếp viên đâu nghỉ. Ồ. Thấy trong hình á thấy em cứng ở ngoài em trẻ nha. Cứng hả? Ừ, trong hình thấy mấy cái tấm hình á thấy cứng à, thấy xong mọng cầm 97 mà cứng như vậy. Ngoài trẻ hơn. Hả? Em 99. Ờ 99 nè, bởi vì cà rốt ơi. Cà rốt. Giờ đây đó. Mà mọng cầm ẩm nó không chịu luôn ha. À, trốn rồi. Cầm. Ừ. Rồi, rồi em đi làm vậy rồi có mấy anh là vô quán rồi muốn yêu em rồi có không? Không. Có muốn làm quen yêu em không? Không. Vậy là coi như là mình chỉ làm vậy thôi hả? Bây giờ đối với em là tình yêu là nó có quan trọng không cầm? Hả? Ý là đối với em giờ em có cần phải yêu đương gì không hay là kệ nó? Không, kệ. Em có tin vào tình yêu nữa không cầm? Nghĩ tin. Bây giờ em tin là gì? Nhỡ mốt có ai làm mai tin chứ giờ nghỉ không biết nhà biết cửa rồi còn tin chứ giờ vậy là hả? Quen nghỉ quen. Có nghĩa là mai mốt là quen thì không tự quen đâu. Biết nhà biết cửa biết gốc gác là mới chịu không? Biết gốc gác mới chịu. Chứ em trẻ trẻ mà em có thể lấy chồng bình thường làm ăn sinh sống bình thường. Mà giờ ví dụ như có người khác. Hả? Nó nhìn mấy anh em bay phim á. Rồi ví dụ như anh nào đó cô chú chị đang mượn điện thoại á, cô chú chị mộng cầm quá và đẹp gái luôn nè, đó. Đẹp gái như vậy đó rồi ông An không mê sao được. Ông An mê người ta chích mê chích vợt luôn á. Lúc mà đưa người ta về lúc đó chắc kèo thơm rồi, nói nghe nè. Lúc đó ông nói sao mà em về ông nói tình cảm không? Lúc đó sao? Lúc mà em kêu ông kêu em đưa ông kêu em về nhà ông á. Kêu em về đi anh lo cho hai mẹ con. À. Sao nữa? Thì lúc đó là em thấy ấm bụng không? Ấm bụng rồi về thấy nhậu rồi hơi nản. Rồi, mũi cắn nhậu nản rồi hả? Tâm đi hồi nè, mũi cắn chỗ nào thì trời. Mũi cắn là sao bắn? Rồi lúc đó quá chủ nước rồi. Bình nước uống hết rồi. Nói nghe này không? Rồi là, bây giờ mình đi gì rồi mình thấy lúc mình thấy nhớ nhà cô Lụa không? Tôi lúc thấy nhớ không? Không luôn hả? Nhớ. Không nhớ hả? Nói cho mày mốt đừng quên xuống thăm con nha. Quên. Không, có quên anh An, cô Lụa quên nó đừng quên thăm con nha. Trời đĩ mẹ à mày. Gì luôn. Thằng nhỏ sừng luôn kìa. Sao lá nó dữ vậy em? Nó cười kìa, nó cười kìa. Bọng chống đi đi. Đi đi. Cầm rồi em có về thăm con lớn em không cầm? Không, em không có về. Về luôn hả? Không nhớ hả? Không nhớ gì à. Có về mà về nó ra bắt đầu nó có ra nhà bác Năm nó thì bác Năm nó điện cho em chạy về. Ờ. Mà nhà chồng trước em kế nhà em không? Đây nè. Kế bên luôn hả? Kế bên nè. Ờ. Vậy là có nhà anh em là hơi xa nhất phải không? Ừ. Cầm lúc đó nếu mà từ em lên nhà nó có nửa tiếng hả? Vậy hả? 15 phút hả? Chạy nhanh 15 phút. Cầm anh Hoàng Thanh hỏi nè, giả sử như lúc đó mà em với anh An ảnh không có nhậu đi. Rồi ảnh có nhà riêng rồi em có chịu ở chung làm ăn cùng nhau làm ăn không? Cùng nhau làm ăn mà có nhậu ngán quá sợ. Ngủ ghiền. Vậy là bán cà phê này là em mới đi bán đây thôi hả? Em mới bán có tháng mấy, 2 tháng nay mà. Bữa đây là... Mà lúc đó mình vô bán thì mình có sợ qua môi trường mới mình làm không được không? Sợ đó, mà có cái mà chị nó cũng bình thường, mấy thấy nhỏ nó làm từ từ em cũng theo cũng từ từ cũng được. Nghề dạy nghề phải không? Dạy nghề. Ồ, cái gì cũng gì kinh nghiệm. Nhưng mà mai mốt nghỉ bán tạp hóa đi nha. Về bán tạp hóa đi. Mai mốt về bán tạp hóa đi. Chứ mình đi làm cho người ta đâu có bằng mình tự làm. Bán tạp hóa rồi. Mai mốt nè, cô Lụa mai mốt cô Lụa có trúng số này, có việc kia làm mình mướn một cầm qua làm với nha. Có mướn người bán bắp gì không cô Lụa? Em biết không, con em cũng bả nuôi cũng tốn tiền lắm á, cô Lụa nuôi tốn tiền lắm á. Bả sữa rồi bán trái. Sao bữa nay thấy con em thấy con em nó mập mập tròn trịa không, thấy mừng không? Cách đối xử là thấy mình ấm lòng được phải không? Tính ra bọn cầm nó cũng biết chọn người để nuôi con á, biết đi. Kìa nó vô kìa. Lùng vô kìa, qua lùng đi. Qua lùng đi. Ủa gì em kêu anh An là lùng á hả?
kêu bằng gì? Nhưng mà hồi đó, nhưng mà em đứng kế anh An ai cao hơn? Em cao chứ ai cao trời. Anh không tin đâu, em không cao bằng. Anh An qua đây thử đi. Anh với anh qua đây coi cái anh với Mộng Cầm ai cao hơn. Chứ đàn ông người ta cao lén đó em. Không có đứng lên cao đường nào. Đứng đứng thử coi anh cao không đường tin. Nào. Anh không tin luôn á. Cao đó. Đường nào. Vậy luôn hả? Trời ơi. Ông ai dày đó. Mỗi nhà ra thử đi. Công nhận anh chung với nhau biết hết trơn rồi phải không? Tính ra hai người này cũng có duyên với nhau chứ bộ. Hai người này hồi kiếp trước là vợ chồng cái gì á. Chứ cũng có yêu đương rồi, kháng khích rồi. Vậy luôn á. Cô Lụa với Vọng Cầm hồi trước kiếp trước chắc mẹ con ruột thịt trong nhà này. Chắc là cô chú chị nhìn cô Lụa kìa. Đó tươi cười kìa. Không, bữa nay gặp, nói chung gặp Mộng Cầm mình thấy thoải mái cầm ha. Này coi như là gặp giải tỏa ở đâu đó rồi đó. Nè, bây giờ bữa nay gặp Mộng Cầm thấy thoải mái chưa? Ủa, anh về đừng có năm hả? Lát anh về đừng có năm. Mình mốt có đi thăm nó nói anh tiếng. Dạ đi. Dán làm giấy tờ cho xong đi rồi. Nắng quá trời nắng như trời, cái này chạy sao nổi trời. À, bây giờ bữa nay có đi làm nữa không? Về em về làm. Em đi làm á. Đi làm, mấy giờ đi làm? Em về làm đi luôn á. Luôn rồi. Ngồi nghỉ ngơi một xíu cho khỏe đi. Ngồi nghỉ 1 tiếng 2 tiếng không đi. Đúng rồi. Bán tạp hóa đi. Bán tạp hóa đi mai mốt thành bà chủ làm ăn rồi phát triển lên. Cuộc sống tươi đẹp lên. Mà lúc đó giả sử nó ngày nào giả sử em với anh An không có gãy đổ là em với anh An tính làm nghề gì? Bán bắp gì hả? Hay lúc đó em có thương thì không hay là em chỉ kiếm chỗ để đẻ thôi? Kiếm chỗ để đẻ thôi. Vậy luôn á hả? Ừ. Chứ không phải là cũng như là lúc đầu anh nói á, không phải cho nó không nhậu thì em còn ở luôn mà bán lỗ bán bắp này cũng được rồi, lỗ lỗ làm gì cực đúng rồi. Có cái ăn nhậu quá, nói chung là bạo hành bạo lực quá em chạy thôi chứ không có gì. Bạo hành quá hả? Quýnh mà. Thì anh thấy xóm viện xác nhận thì cũng có, nói chung là cũng có. Nói chung là ăn nhậu quánh quá rồi, ai cũng đều nói chứ thôi con đi đi con sống như này, nhà bà Lụa với thằng An không nổi đâu. Mà lúc đó là em muốn sống thiệt luôn chứ không muốn có con. Muốn sống thiệt mà con cái không ăn nhậu thì còn sống, cứ quánh đập nổi cái có rượu vô là nhắc chuyện cũ rồi, nhắc chuyện cũ em sống nổi. Ủa? Nói nghe nè, em nói là anh mới nhớ là cái đợt đó em nói là khi mà về thì anh An có nói với anh á, khi nào em về thì em mới nói là em từng làm quán cà phê. Còn em thì em nói là em chia tay anh An em mới đi em mới làm là sao? Là sao? Có nghĩa là anh An nói là em chia tay em đi về gặp ổng thời gian sau em mới nói em đi làm quán cà phê. Ừ. Còn em thì em nói là em thôi chồng trước rồi em mới đi làm quán cà phê là vậy là sao? Thì ừ. Có nghĩa là em gặp anh An em làm chưa? Làm rồi. Làm rồi phải không? Ừ. Lúc thằng trước có đi, lúc thôi ra là mới đi rồi mới có bầu. Có bầu rồi, 4-5 tháng rồi mà cũng đi luôn. Ừ. Rồi bắt đầu làm kiếm nặng kiếm tiền xanh đó. Mình nói vậy nè, anh khuyên mai mốt đừng có phá nữa. Ví dụ mình có bạn trai gì đó, mình sử dụng cái phương pháp phòng ngừa đi. Phá thai tội lắm. Rồi khi mà em xem clip đó là em lúc đó sao em xem clip em biết anh em điện cho anh Bảnh nè. Trời ơi, ở dưới em cũng có điện thoại em coi nữa, em làm này em đâu có coi tới điện thoại đâu. Ở dưới điện lên hỏi mày cái gì, hỏi mày hay gì không không. Mày vô chứng hoàng xanh mày coi kìa. Hỏi coi gì, dở lên thấy Mà bữa nay xác nhận là cũng có khổ ải mới đi cầm ha. Ừ, chứ đâu phải tự nhiên đi phải không? Tự nhiên mình đi đâu. Ừ. Bởi vì anh mới anh gặp em để coi em nói coi mình cũng có cái nỗi khổ riêng của mình không. Chứ em bỏ con vậy ai cũng trách kìa. Bởi vì giờ sẵn thì mình giải thích luôn. Hồi nhỏ lớn học lớp mấy chồng? Nó mới gửi nhà trẻ rồi. Em nè, em thì hồi ai? Nhỏ. Em hồi đó học lớp mấy? Có học đâu, lớp mấy. Vậy luôn hả? Vậy sao biết nhắn tin? Biết. Hay dữ vậy? Có chữ đâu. Nhắn mẹ con trai vậy đó. Không biết chữ mà sao nhắn tin với anh được, được. Hẹn anh đi gặp anh An đồ. Ờ không được trời. Ai chỉ cho biết? Thông minh chứ gì? Thông minh, đại học có mấy chữ hả? Thì anh nghĩ người ta nói là muốn học phải họ muốn giỏi phải học gì đó. Trời, sao? Đại học có mấy chữ, anh không tin anh hỏi với bố. Không biết thì hỏi muốn giỏi phải học vậy. Em không giỏi mà không học mà giỏi luôn. Ừ, vậy chứ môn toán hôm nay trời, môn toán đâu có biết tính đâu. Bây giờ biết tính chưa? Không. Rồi làm rồi như vậy rồi mình có dư không giờ? Bây giờ em không có dư luôn á. Như mua xe rồi là trắng phọc luôn, tính bữa nay là không đi luôn đó. Là hết luôn, ngày nay mua xe rồi là 5-10 ngày nay là không có rủ vô đâu luôn.
cầm nó nghe nè. Sáng là mượn bà chị 200 ngàn là đổ xăng đi đó. Tính không đi em điện anh là không đi, mượn tính mượn không được là không đi. Bởi vì hồi sáng anh nói em không đi là chết anh luôn á. Công việc quá trời luôn rồi. Ngày hôm qua là bà nói để chị cho mượn 200, em tính đi em điện anh là tính đi ngày hôm qua đó, bữa nay đó. Rồi sau hồi đó thôi giờ không có, nói vậy có cho em mượn đi. Thì bởi vì anh nói là làm em làm ngày thì tính ra làm ngày 1 triệu mà không có tiền đổ xăng anh thấy có hơi kỳ kỳ. Tại mua xe rồi mua điện thoại rồi nè. Thành ra không có tiền phải không? Tính ra làm cái nghề nào cũng bấp bênh với anh thời buổi giờ ha. Bởi vì rồi cuối cùng suy nghĩ sao đi nữa anh nghe coi. Suy nghĩ sao đi? Suy nghĩ sao? Thế là em suy nghĩ sao cuối cùng em phải quyết định em đi mượn tiền để đổ xăng luôn vậy? Đi rồi để đi cho rồi luôn để làm ăn chứ để cho vui hoài tới lưu hoài. Điện hoài cũng không làm ăn gì được. Đúng rồi. Mình thấy cái gì đó mình giải quyết em giải quyết cái một cho nó đâu ra đó đi. Giờ sáng đi cái quên cái giấy trời không bực bội. Mà nói nghe nè, anh nói anh phải khen ở ngoài em nói chuyện rất là đàng hoàng nha. Còn trong điện thoại lắm như là em là con người khác á. Em hẹn anh xong bữa nay em hẹn anh là 12 đúng không? 12 xong em nói 11. 11 xong rồi 13. 13 xong rồi sáng mai á là anh ơi, em không có giấy tờ. Em không có tiền xăng. Anh nói trời sao mà nói chuyện đó. Em mà mất uy tín với anh là sau này là anh con em anh không tới anh không giúp luôn á, anh không làm câu nói luôn á. Tính là sáng này không đi thiệt luôn, không tiền không đi luôn á. Mua xe rồi góp đó trắng tay luôn. Cuối cùng có người mượn cho mượn 2 tỷ. Nó mượn 2 tỷ. Rồi không ứng với bà chủ chưa? Mình ăn mà ngày nào mình ăn ngày đấy mà vậy đâu có ứng đâu. Bà ăn ở thôi á. Có bảo hiểm không? Bảo hiểm gì làm nó đâu có hợp đồng không? Hả? Bán cà phê có hợp đồng không? Có. Hợp đồng luôn hả? Bao lâu? Ô mấy năm gì đó, 2-3 năm gì đó. 3 năm nữa em còn sức để bán không? Không, nó không nổi. Chùn hả? Hết đêm hết nổi. Hết pin hả? Hết đêm không nổi. Hết đêm không nổi hả? Đuối không cả ngày? Sáng rồi anh 7 giờ bắt đầu bán tới 2-3 giờ sáng. 2-3 giờ sáng nhằm khi 4-5 giờ luôn. 4-5 giờ ngủ nào chừng 5-6 giờ là anh bán nữa rồi. Khách vô giờ nào làm giờ nấy đâu được nghỉ không? Nói nghe nè, em làm cái việc đó, cái bán quán gì đó rồi có gì mình làm lâu quá mình ghiền nghề mình nghỉ không được không? Có không có gì. Có ghiền không? Không, em nghĩ là nghỉ bình thường à. Nhưng mà nhiều đứa sao? Đứa nó không chịu nghỉ, mấy đứa nó làm 4-5 năm, 5-6 năm luôn. Làm đam mê luôn hả? Đam mê luôn, mấy nhỏ kia làm đam mê luôn. Ghiền luôn hả? Em là phải nghỉ à. Không ngán hay sao? Em ngán, em muốn đi đâu là em đi, em muốn nghỉ là em nghỉ. Chỉ là mấy đứa kia nó không ngán hả? Không, mấy nhỏ nó không ngán, mấy nhỏ nó cài. Em bữa nào em mệt á, em nghỉ với nó cũng cỡ nào nó cũng cài chứ. Rồi luôn. Rồi em ngán không? Em ngán á, em bệnh là em nghỉ à. Bây giờ giả sử có một chàng trai nào là xuất hiện là coi như thương em nè. Lo cho em nè, có cơ ngươi đầy đủ nè, em có chịu không? Không. Bữa trước á có một anh đó kia. Thằng nào cũng nói vậy chứ, tới vô vòng rồi mới biết. Vậy á hả? Mất niềm tin đó em. Mất niềm tin. Bữa trước anh kể nghe nè, bữa trước có cái anh có kia ngoài Vũng Châu á. Vũng Châu, Vũng Gia gì đúng không? Có vuông tôm. À, muốn lo cho con em, muốn lo cho em luôn. Em nghe. Ờ. Mà bữa đó anh qua nhà anh gọi cho anh không nghe máy, tới khi anh về tới nhà anh mới gọi là có mộng cầm ở đó anh, muốn nói chuyện luôn. Không nghe bữa nay mà gặp em một bữa nay chơi mà bữa nay gặp mộng cầm một cái là tới công chuyện luôn. Nói nghe nè, bây giờ giả sử như lên mạng tao muốn làm quen em thì sao? Không mở lòng hay sao? Mở lòng đi, mở lòng đi anh, nhiều khi người ta xin số em á. Tú tá là quá trời đẹp gái luôn rồi. Về nè, về cái ví dụ như lấy chồng nuôi tôm nè, về nấu cơm cho chồng nè. À, cùng nhau sổ tôm, bán tôm, mà chủ luôn á. So, tính ra tướng tá em sang trọng chứ bộ. Anh em hỏi thiệt nha, cái gì cái đó bỏ qua nha. Giờ em thấy là tướng mộng cầm sang trọng lắm á, cao ráo không? Mẹ nó bắt rồi. Rồi bóp mẹ nó bắt rồi. Cao ráo sang trọng luôn nè. Chút mẹ nó bắt rồi. Bé Quyền hả? Nó thương thương cả đó. Nó thương con em lắm á, bé Quyền á. Nghe đây nó bắt cái sợ liền. Không mà bé Quyền thương em nha. Nó nói là dì cầm á, nó nói bữa trước á Quyền. Nó giận. Nó nghe nè, bữa trước á anh hỏi nó vậy nè, anh hỏi là dì cầm đi nhà nghỉ đi đâu. Nó nói là con thấy dì cầm như là gây lộn với cha con, đi qua đó ngủ để né thôi. Không tính ra nhà cô Lụa tuy rằng là em có mâu thuẫn với anh An nhưng mà ít ra nhà cô Lụa người ta cũng ăn ngay nói thẳng em. Nói chung là không có ai mà hoàn hảo đâu. Em cũng có cái sai, anh An có cái sai. Nhưng mà có cái là giờ anh thấy đó, con người bởi vì anh An á với cô Lụa thì lúc đó không tin em.
Còn em thì không tin anh An đó, kêu anh An đi là phải đừng có nhậu. Mà cuối cùng bây giờ thấy không, cũng phải tin nhau, mình cho nhau cái niềm tin đó. Bây giờ lát em có về nhà không? Gì đâu? Về quán rồi không? Em về quán luôn mà Nhà thôi em về mà về. Rồi bây giờ chào cả nhà nha. Chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà nha.